ông giáo hòa thượng và ban chấp hành đã cho phép tôi học về Chúa buổi tối hôm nay giữa năm giới. Tôi thấy càng ngày càng già yếu. Bây giờ thì có một phần phải để trong lỗ tai mà nghe. Bây giờ nha sĩ trồng răng mới mà tôi cũng lấy ra và đeo kính. Bây giờ thì càng ngày càng thấy lưu mờ và hai bàn chân thì nó hơi yếu, cho nên quý vị thông cảm nếu tôi không đứng. Mỗi lần quý vị đứng thì tôi phải đứng ở trên này khá đau. Tôi cũng rụng tóc hết rồi. Mới đây có người gửi email cho tôi kể chuyện về một ông nội bồng ảm cháu nội. Thì cháu nội rờ cái đầu xối của ông nội, rồi rờ hai cái má đó, rồi nói rằng có phải Đức Chúa Trời dựng nên ông nội không? Thì ông nội nói có chứ. Rồi cháu bé nó rờ cái tóc của mình, rồi hai cái Đức Chúa Trời có dựng nên cháu không? Ông nói có chứ. Rồi nó nói lúc xưa Đức Chúa Trời không có dựng nên đẹp như hôm nay. Chúng ta đang học nhiều bài trong sách Ephesos, nên tôi cũng chọn một khúc kinh thánh Ephesos đoạn thứ 6 câu 10 đến câu 20. Người Việt Nam ở Việt Nam chắc là không có bị cám dỗ nhiều như qua Mỹ. Khi tôi thấy quý vị đồng hương mà từ chỗ thôn quê đơn sơ, không có TV, không có những tập báo xấu xa, không có internet, mà qua đây mà gặp nhiều chuyện cám dỗ, tôi phải cầu nguyện nhiều cho quý vị mục sư con thái của Chúa. Bởi vì quý vị đương chiến đấu với ma quỷ và những quỷ sứ nó, và tôi muốn chia sẻ với quý vị khúc kinh thánh mà cho chúng ta biết bí quyết mà thắng trận. Bây giờ tôi mới ăn sinh nhật 80, tôi thật ra là không ngờ sống 70, nhưng mà Chúa cho thêm 10 tuổi nữa đó. Và suốt 80 năm nay gặp nhiều sự cám dỗ và đã chiến đấu rất nhiều với ma quỷ. Và bài giảng của tôi tối hôm nay đem ra nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với quý vị trẻ hơn những cái bí quyết mà có thể thắng trận. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi mới nói với nhà tôi trước khi nhà tôi cầu nguyện cho tôi qua đây, cảm ơn Chúa, Chúa cho mình thắng trận hàng ngày là bởi lời Chúa, bởi thánh linh, bởi sự cầu nguyện. Xin quý vị đỡ xem Ephesos đoạn thứ 6 và chúng ta suy nghĩ về chiến đấu và thắng trận. Ở trong khúc kinh thánh này, nói rằng hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững mặt địch cùng
Ok, cái này được rồi. Ok. À, trong khúc kinh thánh này thì tôi thấy có đề cập đến bốn bước mà chúng ta cần phải làm để thắng cuộc, thắng trận. Và mỗi phần bắt đầu chữ M để quý vị dễ nhớ. Thứ nhất là mạnh dạn trong Chúa. Thứ hai là mưu kế của ma quỷ. Thứ ba là mang lấy mọi thế giới. Và thứ tư là mọi thứ không em. Và có một số đặc biệt là đại diện nam giới. Và quý vị đừng đối diện với những sự khó khăn và thậm chí mạnh dạn trong Chúa là bí quyết nào? Ông Phaolô nói cho hội thánh Ê-phê-sô, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Thật ra chúng ta bởi sức người không có thể thắng được ma quỷ, không có thể thắng được những sự cám dỗ ở trong đời này. Chỉ nhờ sức toàn năng của Chúa mà Chúa sẵn sàng mà ban sức cho chúng ta. Tôi thấy hai cái nguồn sức từ nơi Chúa nhiều nhất là thứ nhất là Thánh Kinh và thứ hai là Thánh Linh. Thánh Kinh, khi tôi được cứu là mới có 9 tuổi mà tôi được cứu khỏi địa ngục, được cứu khỏi tội lỗi, nhưng mà chưa được đổi mới hoàn toàn. Tôi là tín đồ Chúa Nhật, đi nhà thờ, thổi kèn, hát ở trong ban hát. Nhưng mà thứ hai đến thứ bảy không ai biết tôi là tín đồ. Giáo đi theo Chúa nhưng mà theo xa xa, sưởi ở gần lửa của thế gian nhân kia thôi. À, chối Chúa trước người nữ đó như phi ra. Thì tôi nghe bài giảng về phi ra lúc 16 tuổi ở trong trại thanh niên. Ô, lời Chúa đâm vào lòng của tôi, tôi hối cải ăn năn khóc lắm, xin Chúa tha tội cho con. Và từ giờ phút này con sẽ hết lòng sống cho Chúa một tuần bảy ngày. À, tôi về bắt đầu xem kinh thánh mỗi ngày 3 đoạn, Thứ Nhật 5 đoạn. Và tôi lấy câu gốc ở trong Thi Thiên 119 câu 9 này: Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto, to your word. Làm thế nào người trẻ được trong sạch? Là phải giữ lời Chúa. Thế nên tôi bắt đầu mỗi ngày đọc lời Chúa và lạ lùng lắm. Lời Chúa đổi mới tôi mà sống một cách đẹp, đẹp lòng Ngài hàng ngày. Rồi tôi có một khẩu hiệu cho cuộc sống tôi là No Bible, No Breakfast. Không ăn sáng, không đọc lời Chúa và không được ăn sáng. Cho nên nhà tôi chờ xem khi nào tôi dở cái nến bắt đầu nghiên cứu mới đem cà phê, mới đem oatmeal hay là toast. Mà tôi mừng như vậy đó là vì tôi biết tôi lấy sức mạnh từ nơi Chúa là qua Kinh Thánh. Mãi cho đến hôm nay quý vị thấy bộ Kinh Thánh của tôi thì bỏ túi đi làm chết á, buổi sáng nhớ liên thứ mà hôm nay mà tôi không muốn mua cái mới. Là vì ở trong này có nhiều lời ghi chép mà đã giúp cho tôi
có sức mạnh đối phó với sự cám dỗ của đời này. Tôi đây là cuốn sách mà tôi mỗi buổi sáng mà nghiên cứu kinh thánh, và tôi có 6 cuốn như thế này đầy những bài học ở trong kinh thánh. Có một mục sư Ấn Độ đến với ông Mangum thăm chúng tôi ở Đi Lan, ngủ một đêm tại phòng khách của chúng tôi. Sáng thì ông mục sư Ấn Độ thấy tôi đương nghiên cứu kinh thánh, đã hỏi cái kế hoạch nghiên cứu kinh thánh là thế nào, thì tôi trình bày cho ông. Và tôi rằng ông làm sao gửi 6 cuốn đó cho tôi in ở bên Ấn Độ. Cho nên tuần này thì tôi mới gửi 2 cuốn ạ. Tôi nói khi nào ông đánh máy và in thì tôi sẽ gửi tiếp này. Nhưng mà thú thật với quý vị là cái thời giờ mình nhận lời Chúa buổi sáng nó đổi mới đời sống của mình. Rồi mỗi buổi sáng, mỗi ngày tôi cũng đi dạo đó, tập thể dục 4 block, 4 block. Nhưng mà vừa đi vừa thuộc lòng kinh thánh. Thi Thiên thứ nhất là Thi Thiên, một số câu ở trong Thi Thiên 119 á, Philip đoạn thứ 4, Colossae đoạn 3 và nhiều khúc kinh thánh. Vì Chúa nói rằng suy gẫm ngày và đêm thì mình sẽ mạnh mẽ ở trong Chúa. Cho nên nếu quý vị chưa có kế hoạch nào mà nhận sức mạnh từ nơi Chúa, hãy bắt đầu đi, hãy bắt đầu mà xin Thánh Linh soi sáng lòng. Tôi không có cái thời giờ nào quý bà buổi sáng vừa ăn sáng vừa nghiên cứu kinh thánh và cầu nguyện chừng 2 tiếng đồng hồ trước khi làm gì. Cảm ơn Chúa, lời Chúa thật là đem cho chúng ta sức mạnh của Chúa. Rồi Thánh Linh, dầu tôi đã bắt đầu sống cho Chúa 16 tuổi, nhưng mà mãi đến 19 tuổi thì tôi mới được đầy dạy Đức Thánh Linh. Và có một cuộc phán hơn, một cơn thuộc hơn ở thần học viện do ông mục sư Allen ở Mansfield, Ohio, và vợ tôi hồi đó chỉ là bạn thôi, và tôi ở 2 cái đầu khác của phòng nhóm đã lên quỳ xuống cầu nguyện xin Thánh Linh đầy tràn ở trong lòng chúng tôi mà làm chủ cuộc sống của chúng tôi và giúp cho chúng tôi có sức mạnh để sống cho Chúa. Thì hồi đó chúng tôi bắt đầu thầm thầm với nhau, mà nếu không dạy dạy đó thì dễ bị cám dỗ làm những điều không đẹp lòng Chúa. Nhưng mà từ giờ phút chúng tôi đầy dạy Thánh Linh là thắng những sự cám dỗ đó và sống cho đến khi cưới là thật là thánh khiết. Cho nên thưa quý vị, ở trong Philippians đoạn thứ nhất câu 2 thì có chép như thế này: theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Quý vị muốn nên thánh á thì phải được đầy dạy Thánh Linh. Thánh Linh mới thêm cái sức cho chúng ta mà thắng cuộc. Chúng ta không phải là rắn chết, nhưng mà phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Quý vị có tiếp nhận Đức Thánh Linh một cách đầy tràn ở trong lòng chưa? Đừng về sau hội đồng này nếu chưa cầu xin Đức Thánh Linh. Về Ephesos đoạn thứ 5 câu 18 thì ông Phaolô khuyên đừng sai rồi.
để đổ xuôi cho đúng tổ nhân hải đầy dạy Đức Thánh Linh, hải đầy dạy Đức Thánh Linh, và sức mạnh của chúng ta sẽ đến từ Đức Thánh Linh. Ở thời gian thứ nhất đoạn thứ tư câu 4 cũng ghi chép: hỡi các con bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được. Xin nghe đó, đã thắng được họ rồi, và đấng ở trong các con đấng kẻ ở trong thế gian. Ma quỷ thật là mạnh lắm á, nhưng mà cái đấng ở trong chúng ta mạnh hơn ma quỷ. Và khi chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh, chúng ta mới thắng được ma quỷ. Vậy thứ nhất, bí quyết thứ nhất là chúng ta phải mạnh dạn ở trong Chúa, bởi Thánh Kinh và bởi Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Cái chữ M thứ hai là nói đến mưu kế của ma quỷ. Để đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Ma quỷ 24 tiếng đồng hồ mỗi tuần 7 ngày, nó theo đuổi mỗi chúng ta, tìm đủ mọi cách cho chúng ta chịu thua, chúng ta phạm tội, chúng ta không. Đó là một điều chúng ta phải biết. Phải biết kẻ thù là đường có mưu kế như thế nào. Tôi xin kể những điều mà ma quỷ muốn xui cho chúng ta phạm. Thứ nhất là cai lộn. Quý vị có cai lộn ở trong gia đình không? Giữa hai vợ chồng có cai lộn không? Nếu nhờ Thánh Linh đã kinh thành, tôi phải làm trước là từ ngày vợ chồng tôi đầy dạy Đức Thánh Linh và tôi bắt đầu nghiên cứu kinh thánh, chưa bao giờ gây giật lần nào, gây lộn lần nào. Đó là tôi nói để ngợi khen Chúa và chia sẻ với quý vị bí quyết này. Rồi có người thì cũng đánh lộn. Không biết quý vị có đọc ở trong báo vừa rồi, có hai ông mà một ông nuôi chó, mà chó nó sủa ngày và đêm, thì người kế bên ông đến la, ông đến la, mà hai người không phải đánh lộn, nhưng mà người nuôi chó thì có số 100 túi đem ra mà đánh chết cái ông ở kế bên, chỉ là vì cái chuyện chó sủa thôi. Nhưng mà ma quỷ xui cho người đó, bây giờ thì họ đương làm xử anh mà anh chết rồi kế bên. Rồi giận dữ, tôi cũng mới đọc câu chuyện là có một ông đương chơi golf đó, quý vị biết golf à, thì khinh lên có một người ông lên xe để mà về, mà trên đường về thì có người đánh một thằng bên nó trúng cái xe ông. Thì ông này cao tuổi, ông xuống mà la cái người mà đã đánh cái bên mà trúng xe mình. Thì cái người trẻ mà đánh cái bên đó, đánh ông già đó đánh lộn anh, cho đến khi bây giờ ông đó nằm ở nhà thương mà suýt nữa là chắc là qua đời. Chỉ là một cái chuyện mà cái bên nó trúng cái xe mình, nhưng mà nó người ta giận dữ mà xui cho ma quỷ, xui cho họ đó. Rồi trộm cướp. Thú thật, trước khi tôi dâng đời sống của tôi cho Chúa, khi còn là tín đồ Chúa Nhật, thì tôi thích đọc comics, không biết là những cái báo chơi đó. Nhưng mà tôi đến mua một cái, nhưng mà tôi lấy hai ba cái khác rồi để trong đó mà trả tiền một cái thôi. Đó là ăn cắp à, đó là tội lỗi mà ma quỷ xui cho mình làm. Vâng, có người thì đáng phải khai thuế. Tôi thấy người Việt Nam bị cám dỗ cái này nhiều nhất rồi. Đáng phải khai thuế
mà không khai đúng, tìm mọi cách để mà giảm bớt rồi, để mình khỏi phải đóng thuế đúng số mà chính phủ nhờ. Ô, ma quỷ xui cho chúng ta làm những điều đó. Rồi cơ mà tôi thấy cũng có một số tín đồ, họ hy vọng nếu mình đóng một số tiền mà cơ mà có, nếu mình trúng số đó quả mai mình sẽ được số tiền khá lắm à. Quý vị có khi nào làm điều đó? Tôi có một bí quyết để mà được tiền nhiều hơn là dân phần 10 cho Chúa. Dân 2 phần 10, 3 phần 10, mà quý vị tăng cái số dân bao nhiêu, Chúa sẽ đổ xuống phước xuống cho đến nỗi quý vị không chứa được. Có một cô truyền giáo mà vợ chồng tôi ủng hộ đến thăm chúng tôi 2-3 ngày để học kế hoạch lãnh đạo. Thì trong đó tôi nói về tiền bạc, và tôi làm trước thế nào Chúa ban phước cho tôi thêm dân phần 10, 2 phần 10, 3 phần 10. Tôi không biết là cô sẽ nghe, nhưng mà cô về thì cô bắt đầu tăng lên số dân liền. Và trong một tuần thôi, cô gửi email với này, mục sư ơi, ông nói rất đúng à, bây giờ con bắt đầu dân hiến nhiều thì Chúa lại mở cửa sổ ở trên trời đổ phước xuống. Cảm ơn mục sư đã chia sẻ. Thưa quý vị, chúng ta đừng theo đời này mà cơ bạc như ma quỷ muốn cám dỗ. Nhưng chúng ta lấy tiền bạc mình có dâng hiến cho Chúa, rồi tham lam. Ồ, cái việc tham lam là có lẽ không phải chỉ có người ngoài, mà có khi tín đồ bị cám dỗ. Ma quỷ dùng ở trong Colossae, tôi muốn cho quý vị xem câu này, Colossae đoạn thứ 3, Colossians 3, đoạn thứ 3, câu 1 đến câu 3. Mỗi buổi sáng tôi thuộc câu này, đọc câu này. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm cách sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Bây giờ quý vị nghe câu tiếp rồi. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa và tham lam. Rồi ông follow thêm cái chữ này, tham lam chẳng khác gì thờ hiện tượng. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta dẹp bàn thờ, bỏ hiện tượng, nhưng có khi ma quỷ xui cho chúng ta tham lam. Thấy có người có xe mới còn mình đi xe cũ mà tham. Thấy có người có nhà lầu mà mình ở nhà một tuần thì cũng mà tham ở trong lòng. Paulo nói rằng đó là sự thờ hiện tượng. Mà sau khi nói về sự thờ hiện tượng, quý vị hãy nghe ông nói tiếp như thế nào. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Nghĩa là Phaolô kể sự tham lam chung với những tình dục, những tội lỗi xấu xa, và nói rằng cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ giáng ở trên những người mà thờ hình tượng là tiền bạc. Đó là mưu kế của ma quỷ. Rồi tà dâm, tà dâm và dục tình, dục tình. Ô, nam giới là bị cám dỗ qua
con mắt nhiều hơn ai cả. Tôi biết chắc thì cũng có thời gian tôi chiến đấu với vấn đề con mắt nhì nhì. Nhưng mà cảm ơn Chúa hôm nay, Chúa cho tôi biết khuyết rồi. Và tôi không bao giờ nhìn hai lần. Có lần tôi đến một hội thánh giảng, thì có một bà đến nói chuyện với tôi, mà xin lỗi, cái áo của bà thì xuống chừng này. Tôi mất cỡ quá. Thì tôi kêu nhà tôi, nên ơi, bà đây nói chuyện với bà này, rồi tôi đi trốn rồi. Đi xem TV, tôi rất thích xem thể thao, basketball, baseball, tennis. Nhưng mà có cái phần quảng cáo phải không? Mà lắm khi cái phần quảng cáo nó có nhiều cái hình ma quỷ muốn dùng để mà xui cho chúng ta không gọi là con mắt. Cho nên tôi luôn luôn đề tài, cái đài hai đài khác nhau, một cái baseball, một cái basketball. Thì khi basketball mà đến cái quảng cáo thì tôi đổi liền qua bên này mà xem baseball. Rồi khi nào đến quảng cáo baseball tôi trở lại đây. Mà nhờ cái đó là thắng được những sự cám dỗ, những sự kế hoạch của ma quỷ muốn xui cho mình phạm tội qua con mắt. Ông có một ông mục sư giảng hội đồng CME vừa rồi, cảm nói rằng 50% tín đồ nam giới bị cám dỗ qua khiêu dâm, tức là pornography. Có khi đi dự một hội đồng không có vợ thì đến tối đến cái phòng khách rồi, có những cái phim mà không nên coi mà bị cám dỗ coi. Rồi có khi mở laptop, internet, internet thật là nhiều cái nếu mình không khéo dễ bị cám dỗ, dễ phạm tội. Hoặc là báo chí, tôi không bao giờ đi qua cái chỗ mà họ bán báo ở tiệm vì nó đầy nhiều cái hình xấu xa. Thưa quý vị, chúng ta phải biết ma quỷ muốn dùng con mắt của chúng ta để xui cho chúng ta phạm tội. Rồi Chúa Giêsu nói như thế nào? Đây là lời Chúa Giêsu: hễ ai ngó đàn bà mà đồng tiền tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Chúng ta hãy dạy rằng chúng ta là lính giỏi thì phải có kế hoạch để thoát, để thắng mưu kế của ma quỷ mà muốn cám dỗ chúng ta qua con mắt. Cái chữ M thứ ba, cái thằng thứ ba là chúng ta muốn thắng mà phải mang lấy khí giới. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững. Bây giờ muốn đứng vững, muốn thắng cuộc, chúng ta phải có khí giới. Cảm ơn Chúa. Mà khí giới này nó bao gồm, thứ nhất là lấy lẽ thật làm dây niềm lưng, câu 14 phần đầu. Chúng ta cần phải có dây niềm lưng là lẽ thật. Quý vị có quý lẽ thật không? Ồ, khi tôi ở Việt Nam, người dạy tiếng Việt cho tôi nói người Việt Nam thì ngay chính độ cũng coi thường lẽ thật. Tôi hỏi thật là làm sao? Thì tôi mới thấy một ngày tôi với thầy đó đến thăm người ta lúc trưa, họ đứng ăn cơm, thì họ mời chúng tôi ăn cơm. Thầy đó nói rằng chúng tôi ăn rồi. Tôi nói thầy ơi, tôi ăn sáng, tôi chưa có ăn trưa. Thầy nói rằng không, vì phép lịch sự mình phải nói láo chút là. Tôi nói không được à. Rồi hãy đi chợ mà có khi mấy bà nói rằng
Ồ, ở tiệm trước đó họ họ bán cái này có 15 đồng thôi. Nhưng mà sự thật là tiệm trước đó bán 20 rồi. Mà nói láo để mà được giá. Thưa quý vị, chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta phải luôn luôn nói thật. Đừng bao giờ bị ma quỷ xôi cho mình nói láo. Vì sự nói thật vô cùng và quan trọng. Tôi vừa rồi tôi đi một nơi với một ông tín đồ Mỹ đó, ông cũng nói láo. Tôi quên tại sao ông nói vậy. Cảm nói rằng không, trường hợp này mình phải nói là không có cái trường hợp nào. Mình là thân ấp nhân, mình phải lấy lá thật làm dây nhịp lưng. Đoạn thứ tư câu 14. Rồi mặc lấy giáp bằng sự công bình. Ồ, cái giáp của chúng ta thì vô cùng là quan trọng, mà đó là sự công bình mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không có gì là công bình cả, trừ ra sự công bình mà Chúa ban cho chúng ta bởi đức tin. Rồi dùng sự sẵn sàng của tin mình đến ta mà làm giải thích. Quý vị có sẵn sàng chia sẻ tin mừng không? Ồ, tôi thấy nhiều con thái của Chúa, ngay một số mục sư chưa có đi học chứng đạo xấu rồi. Tại vì phải học 5 ngày, phải thuộc kinh thánh nhiều, và đến khi có trường hợp đáng phải làm chứng, họ không biết cách nói mà. Mà Chúa muốn cho chúng ta luôn luôn sẵn sàng. Ở trong Phi-rơ đoạn thứ 3 câu 15 thì ông Phi-rơ khuyên: nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi là về sự trông cậy trong anh em. Thưa quý vị, ngay sau hội đồng năm nay chúng tôi có một khóa huấn luyện 5 ngày, mà nếu quý vị có vé máy bay để mà về rồi có thể đổi vé mà ở lại 5 ngày nữa, thứ tư đến thứ hai, thì quý vị sẽ không bao giờ tiếc. Quý vị xem nghe lời làm chứng của mục sư Phan Biên sáng nay nói về việc huấn luyện làm chứng. Ồ, kết quả nhiều lắm, mà đó là vì ông đã chịu sẵn sàng để tiến hành. Tôi khuyên quý vị đừng về, nhân dịp đến hội đồng ở lại 5 ngày thêm và sửa soạn để bất cứ lúc nào mình có thể trả lời được. Ồ, có một thiếu nữ ở Nam Mỹ tên là Monica, 10 tuổi mà học y, mà mỗi ngày đi xe buýt để học ở thành phố phải đi 2 tiếng đồng hồ, mà Monica hát vài đoạn ca. Sau ít lâu người ta hỏi tại sao Monica hát hoài, nói là mình có sự vui mừng ở trong lòng. Thì tại sao có sự vui mừng? Tại vì có Chúa Giêsu đã cứu con. Ô, làm sao chúng tôi được cứu được? Thì Monica đã học rồi chia sẻ. Ông tài xế, ông đem xe tới lại đường đậu, tới là cầu nguyện cho ta, cho tôi đó. Thì Monica đặt lại tên ông tài xế, hướng dẫn ông cầu nguyện. Có một bà 70 tuổi tên là Ruta ở hội thánh của ông Kennedy, thì nói với chồng bà chưa muốn lên thiên đàng. Ủa, anh nói rằng 70 tuổi thì mình sửa soạn đi. Không, tại sao không? Cô nói rằng vì nếu tôi đi thiên đàng không có đem ai đi, đi một mình Chúa sẽ hỏi tại sao không đem ai lên đây, thì tôi sẽ học dầu có khó đó. Thì chồng tên là John ngạc nhiên lắm, nhất là khi về nhà thấy mỗi bức tường đều có dán nào là câu gốc, nào là bố cục, nào là thí dụ. Và khi ông đến ở phòng cậu râu, ông không thấy mặt, là vì Ruta đã dán một cái
câu ở trong tấm gương. Và quý vị biết không, khi thi đậu thì Luther đứng đầu trong lớp. Sau đó ai cũng muốn vào trong khóa của cô Luther, mà tại vì cô biết cá ở đâu, biết bằng chứng chỗ nào mà có kết quả. Ngay khi có những cái trại mà các mục sư học, các mục sư cũng sắp hàng để mà vào để toán tôi cô Luther. Một ngày kia tôi nghe nói cô bị ung thư, sắp sửa qua đời, thì tôi gửi nhân viên đi an ủi tên là John. John về nói rằng an ủi không được mục sư. Tôi hỏi tại sao không an ủi được, thì bà đó an ủi tôi. Tôi nói làm sao bà an ủi anh được. Bà nói rằng tội nghiệp anh phải ở dưới trần gian này đau khổ. Còn Luther thì được về thiên đàng, mà lần này bây giờ đem rất là nhiều người cùng lên để gặp Chúa. Thưa quý vị, chúng ta phải chuẩn bị, phải sửa soạn. Cho nên tôi khuyên trong bài giảng này, tối hôm nay, nếu quý vị chưa có gia nhập vào lớp học mà học rồi, phải lấy thêm đức tin làm thưởng. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên của kẻ dữ. Chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta sống bởi đức tin. Mà nếu không phải bởi đức tin thì chúng ta nhiều khi sẽ chịu thua, chúng ta sẽ thất bại. Ô, cuộc đời của tôi thấy càng ngày càng phải sống bởi đức tin. Khi chúng tôi ở Fort Lauderdale mà bán nhà mà lên chỗ mà hưu trí đó, thì ông bán nhà của tôi có 50 cái nhà, mà từ tháng 2 cho đến tháng 10 không bán được một nhà nào cả. Nhưng mà vợ chồng tôi dọn đi bởi đức tin, tháng 8 đến chỗ mà cảm ơn Chúa. Tháng 10 ông gọi điện thoại nói, mục sư ơi, bây giờ có người muốn mua nhà của ông. Nhà của ông là nhà duy nhất mà tôi bán được. Tôi hỏi bao nhiêu? Ông nói 390 ngàn, gấp 3 lần mà cái số chúng tôi mua. Thằng ông bán đi. Mà tôi thấy sống bởi đức tin, Chúa ban ân thưởng. Có lần ở Việt Nam, tôi thật phải sống bởi đức tin, là tôi ở Tuy Hòa mà phải đi lên La Hai. Mà đi lên La Hai là phải qua một cái đèo, mà qua cái đèo và họ nói tôi đầy cộng sản, họ du kích, mà ai qua bên đó là bị đánh chết rồi. Mà tôi đã hứa với ông mục sư ở La Hai là tôi sẽ giảng sáng thứ nhật, mà không có điện thoại, không có email, không có khách nào mà xin cứu ở nhà. Mà thường thường tôi đi đâu là tín đồ muốn đi đầy xe tôi hết, mà hôm đó không có một tín đồ nào xin đi. Họ nghe tin là đi qua cái đều là dễ chết lắm à. Thì sáng sớm trước khi mặt trời mọc lên, tôi với nhà tôi ngồi, tôi nói mẹ ơi, hôm nay phải đi, vì tôi là người hứa thì luôn luôn phải làm, chứ không có hứa rồi thất hứa. Không có cách nào, phải đi bởi đức tin. Thì hai chúng tôi cầu nguyện, tôi lên xe đi quốc lộ số 1 tới ngã ba, thì quả tim của tôi ở đây nó rung động mạnh lắm, nó lên cổ đây, thì tôi biết là sắp sửa phải qua đèo. Tôi đương vừa đi vừa lái cầu nguyện, nhưng mà thình lình bắt đầu mưa. Mà bắt đầu mưa là lúc mà mặt trời mọc lên, mà quý vị biết làm gì không? Một cái móng mà rainbow hả? Cái móng mà cái đèo nó đi qua như thế này, mà cái móng ở trên như thế này, quả tim của tôi nó xuống chỗ bên dưới. Tôi nói cảm ơn Chúa sẽ gìn giữ, vì Chúa muốn cho con về Mỹ mà giảng cho năm giới. Cảm ơn Chúa, vừa đi vừa về mà không có bị phục viên đá nào. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta gặp chuyện phải nhờ
Chúa phải sống bởi đức tin để thắng ma quỷ, và phải lấy sự cứu chuộc làm bảo trụ. Cứu chuộc tức là chúng ta biết chắc mình được cứu, và chúng ta nắm vững cái việc Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, như mục sư giáo hạt trưởng giảng sáng hôm nay. Chúng ta cậy vào sự cứu chuộc Chúa chết và sống lại và lên trên, thì nhờ đó chúng ta có sự biết chắc để mà thắng được ma quỷ. Rồi cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúa ban cho chúng ta cái gươm hai lưỡi để chúng ta thắng được ma quỷ với lời hằng sống của Ngài. Rồi chữ M thứ tư là mọi thứ cầu nguyện. Hãy nhờ Đức Thánh Linh làm đủ mọi thứ cầu nguyện và đại xin. Rồi ông nói thế nào về sự cầu nguyện? Là chúng ta được thánh trần, giống như Môi-se khi tấn trần, thì khi nào Môi-se giơ tay lên thì dân thánh, và khi tay Môi-se mỏi mà xuống thì A-rôn và Hu-rơ ở hai bên đỡ tay của Môi-se lên. Quý vị có cầu nguyện cho mục sư không? Có cầu nguyện hàng ngày cho mục sư không? Mục sư thì đối diện với nhiều khó khăn, nhiều sự cám dỗ. Và khi có con cái của Chúa ủng hộ làm sự cầu nguyện thì mục sư thắng thật. Và ông Phaolô kể bốn cái thứ cầu nguyện. Thứ nhất là cho hết thảy các thánh đồ. Quý vị thấy những thánh đồ đương cần mình cầu nguyện thì chúng ta cầu nguyện cho họ. Trước đây 3-4 tháng tôi có cháu nội ở Colorado, nó cao hơn tôi, nó 28 tuổi mà chưa có người nam nào ưng, chưa có người nam nào mà kết bạn. Thì nó bắt đầu đi một cái nhà thờ của người lesbian và nghĩa là đồng tình đó. Tôi thấy như vậy đó tôi sợ quá, vì nó không có được tình của bên nam giới thì nó nghĩ rằng cần phải được tình của bên nữ giới. Tôi về cầu nguyện thiết tha, cầu nguyện Chúa ơi xin Chúa cứu cháu nội của con. Cảm ơn Chúa, chừng 2 tháng sau cầu nguyện hàng ngày tôi đi Colorado lần nữa, thì tôi thấy nó có bạn rồi, mà một người cùng làm việc ở Home Depot, mà đi qua đi lại thì hai đứa thì biết nhau, coi nhau, rồi đi chơi với nhau. Mà cảm ơn Chúa, con tôi làm chứng cho anh đó tin Chúa và học Kinh Thánh mỗi ngày. Bây giờ đi nhóm vào ngày 28 tháng tới, 28 tháng 7 sẽ cưới nhau. Chúa đã đáp lời cầu nguyện giải cứu cháu nội khỏi một cái chỗ sống rất nguy mà không được làm lại. Chúng ta cần phải cầu nguyện cho những người đương gặp sự cám dỗ, đương gặp những chỗ nào nguy hiểm. Rồi thứ hai, để diễn giả khi mở miệng được tự do mọi bề. Một sư biên có tầm chứng sáng nay, thế nào mà Chúa kêu gọi và thế nào mà được phong chức. Tôi được một sư tài mời tôi giảng cái lễ có 7 người được phong chức, mà trong đó có một sư phân biên. Rồi cảm ơn Chúa, tôi về Việt Nam không được, nhưng mà có cử là một sư biên đi thay thế cho tôi.
và vợ chồng tôi mỗi tháng cũng ủng hộ dâng hiến cho, rồi cầu nguyện hàng ngày xin Chúa dùng môi miệng của ông bà Phan Biên cứu được nhiều người. Cho nên sáng nay tôi ngồi đây, lần đầu tôi thấy đa số những cái hình đó, mà thấy kết quả là quý vị hãy chọn, hãy nhớ cầu nguyện cho những người đương hào về Chúa, và Chúa sẽ nghe, Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện. Rồi Phaolô thêm một cái nữa để bày tỏ lễ mầu nhiệm của tin lành, câu 18. Tôi ở trong cái lời cầu nguyện hàng ngày, tôi xin Chúa cho 500 người tin Chúa qua chức vụ năm ngoái, và có một số tín đồ ở nơi hữu trí của chúng tôi, mỗi lần chúng tôi lên đường hỏi đi đâu, chúng tôi cầu nguyện như thế nào, thì tôi biết có 50, 100 người cầu nguyện để Chúa đặt tay. Và cảm ơn Chúa, cuối năm tôi đem lại kết quả qua những khóa hứa nguyện, qua những cái bữa tiệc tên bạn, qua cách làm chứng cá nhân hoặc là truyền giảng trong hội thánh, thì có 562 người. Cái đó không phải là do tôi, nhưng mà do một số đông người ủng hộ trong sự cầu nguyện cho môi miệng thôi được Chúa dùng mà tin bà đã thật cho, mà nhất là cho người Việt Nam, rồi cho người giảng nói cách giảng nghĩ như phải nói. Ô cảm ơn Chúa, khi có người ủng hộ cộng đồng thì nó thêm cho chúng ta sức mạnh, nó thêm cho chúng ta ơn huệ và kết quả. Cho nên quý vị hãy dùng cầu nguyện, thi cho cầu nguyện để ủng hộ những người đương hào về Chúa, mà nhất là cho người Việt Nam. Rồi cho người giảng nói cách giảng nghĩ như phải nói. Ô cảm ơn Chúa, khi có người ủng hộ cộng nguyện thì nó thêm cho chúng ta sức mạnh, nó thêm cho chúng ta ơn huệ và kết quả. Cho nên quý vị hãy dùng cầu nguyện, thi cho cầu nguyện để ủng hộ những người đương hào về Chúa, đưa hai tay của họ lên để họ thánh cầu trong việc hầu việc này. Cảm ơn Chúa. Thưa quý vị, Chúa muốn cho chúng ta chiến đấu và thắng cầu. Chính Chúa Giêsu đã chiến đấu ở trong đồng vắng với ma quỷ và thắng được, và dùng lời Chúa ba lần để thắng cầu. Và tôi mong quý vị, tôi mong cái lời dặn đơn sơ này của tôi sẽ khích lệ quý vị và sẽ giúp đỡ quý vị trong việc mà làm linh giỏi cho Đức Chúa Trời. Xin ôn lại bốn cái chữ em ạ. Thứ nhất là gì? Mạnh dạn trong Chúa, không phải bởi mình mạnh dạn. Thứ hai, mưu kế của ma quỷ. Thứ ba, mang lấy khí giới. Và thứ năm, thứ tư, mọi thứ không nguyện. Nguyện xin Chúa dùng lời tân sơ này khuyến khích quý vị trong năm giới để được kết quả trong đời sống và sự hào hiệp này.